Tin vui liên tục tới với sân Tùng MTP khi ngay sau thành công ngoài mong đợi của MV Nơi Này Có Anh, nam ca sĩ đã trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên sở hữu nút vàng danh giá của YouTube. Bởi kênh YouTube chính thức của Sơn Tùng đã đạt cột mốc 1 triệu lượt theo dõi. Và danh hiệu này sẽ giúp gì cho giọng ca Lạc Trôi? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Nút play vàng được xem là giải thưởng danh giá của YouTube dành cho các chủ tài khoản sở hữu lượt theo dõi lớn. Đây cũng là danh hiệu mà bất kỳ một chủ kênh YouTube nào mơ ước. Một số người dùng mạng xã hội tiết lộ là khi một chủ tài khoản có 1 triệu người theo dõi trên YouTube thì ít nhất 10% trong con số này sẽ vào xem một video mới khi được tải lên. Nếu video thuộc dạng được nhiều người quan tâm thì con số này có thể lên tới là 30%, thậm chí 40% và từ đó mang lại nhiều thu nhập hơn cho người đăng tải. Giả sử 10% số người theo dõi luôn vào xem video mới mỗi khi chủ đăng lên và chủ tài khoản chỉ kiếm được 1 đô la Mỹ cho mỗi 1.000 lượt người xem thì kênh YouTube có 1 triệu lượt đăng ký sẽ có xấp xỉ là 1.000 đô la Mỹ cho mỗi video mới. Đó là chưa kể số lượt xem thực tế thì luôn vượt xa với số lượng người theo dõi. Và thực tế, theo tính toán của công cụ Social Blade, kênh YouTube của Sơn Tùng MTP có thể mang về cho nam ca sĩ này số tiền là tương đương từ 164.600 đô la Mỹ đến 2,5 triệu đô la Mỹ mỗi năm.